Vâng, thưa quý vị và phái đoàn của Việt Nam của chúng tôi, cộng đồng tị nạn cộng sản đã đến đây. Vâng, và thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi nhận thấy là phái đoàn biểu tình từ Houston đã đến đây, đã phô trương cái lực lượng chống cộng của chúng ta và chống lại những kẻ phản chiến đã góp một phần lớn trong cái việc mà bán miền Nam Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, với là cờ vàng ba sọc đỏ thì phái đoàn đã đến đây cũng khá đông. Họp cùng với phái đoàn cũng đã đến đây từ sớm. Chúng tôi thấy là có một cái chiếc xe của phái đoàn Việt Cộng đi vào và mọi người đã hô đã đảo. Go home, Việt Cộng. You're a murderer. You're a murderer. Go home. Việt Cộng. Murderer. Murderer. PC, go home. PC, go home. Thưa quý vị, và phái đoàn của người Việt tị nạn cộng sản đến đây cũng khá đông, và chúng tôi nhận thấy là có phái đoàn từ Dallas, phái đoàn từ Austin cũng như là phái đoàn từ Houston. Và xin anh có thể là cho biết là ngày hôm nay với cái mục đích của chúng ta đứng ở trước này, rồi sau đó thì cái chúng ta sẽ làm cái gì tiếp theo, và ngày hôm nay khi mà đứng trước ngay ở cái chỗ AT&T và chúng ta vừa thấy phái đoàn cộng sản đi vào thì anh cảm thấy như thế nào? Vâng, ngày hôm nay chúng tôi đã dự đoán là phái đoàn Việt Cộng sẽ đến đây vào lúc 11 giờ rưỡi để có bữa ăn trưa và cũng buổi họp với lại nhóm Austin Chamber of Commerce. Thành thử ra chúng tôi đã kêu gọi tất cả các cộng đồng đến đây để mà tham dự. Vừa rồi thì chúng tôi đã thấy phái đoàn Việt Cộng đã bước vô trong khách sạn để mà chuẩn bị cái bữa cơm trưa ngày hôm nay. Và lúc 1 giờ rưỡi thì phái đoàn sẽ di chuyển về thư viện LBJ Library ở trường đại học UT đã tiếp tục biểu tình, vì tên đại sứ cộng sản Phạm Quang Vinh sẽ có mặt ở đó vào lúc 2 giờ rưỡi để mà có buổi nói chuyện ở trong cái bữa hội nghị, thưa chị. Dạ vâng, và ngày hôm nay là ngày thứ 3 của cái gọi là hội nghị thượng đỉnh của chiến tranh Việt Nam, thì trong 2 ngày qua và ngày hôm nay là ngày thứ 3, thì anh thấy rằng phái đoàn của chúng ta đã làm được những việc gì và việc đó nó có ảnh hưởng gì hay không? Vâng, thì trong ngày đầu tiên thì người mà diễn giả chính ngày hôm đó là ông Henry Kissinger đã nói chuyện, và có một số người Việt Nam ở trong đó. Thì cái quan điểm của ông Kissinger vẫn không thay đổi, là ông nghĩ rằng là những hành động của ông tuy là có một số những cái lỗi lầm nhưng mà ông không hối hận và ông không rút tỉa một bài học nào. Thì trong hội trường thì đã có những người cựu chiến binh Hoa Kỳ cũng như là một cựu chiến binh Việt Nam đã lên tiếng và nói rằng là bài học mà các vị cần phải học rút tỉa đó là Hoa Kỳ không nên phản bội đồng minh trong một cuộc chiến. Và ngày thứ hai thì người diễn giả chính là ông John Kerry, thì chúng ta thấy rõ là cái đường lối chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam là coi như là họ vẫn tiếp tục coi Việt Nam như là một người partner, và theo cái lời nói của ông John Kerry là Việt Nam bây giờ đã khác hơn nhiều, ngày càng phồn thịnh và số người du lịch về Việt Nam càng ngày càng đông. Du sinh của Việt Nam qua bên này bây giờ lên tới 19.000 học sinh, và cái quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ bây giờ rất là tốt đẹp. Việt Nam bây giờ không còn là cộng sản nữa, vì đối với ông Kerry đó là người cộng sản là vì vấn đề kinh tế, mà ngày hôm nay thì vấn đề kinh tế không hẳn là kinh tế cộng sản mà là kinh tế thị trường, thành thử ra ông coi đó không còn là cộng sản nữa. Chúng tôi rất là bất mãn về những cái lời tuyên bố của ông John Kerry về cái đường lối của Hoa Kỳ, nhưng mà ngày hôm nay là cái ngày chính, là tất cả các phái đoàn cộng đồng ở Texas tụ họp lại nơi đây để mà biểu tình chống lại tên đại sứ cộng sản Việt Nam, vì chúng tôi không chấp nhận viên đại sứ cộng sản Việt Nam Phạm Quang Vinh đến đây để mà đại diện cho người Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước, vì Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng bán nước không do dân bầu ra, thành thử ra chúng tôi hoàn toàn cực lực phản đối cái chuyện đó. Dạ vâng, và cũng có những cái dư luận nói rằng phái đoàn của người Việt tị nạn cộng sản coi như là biểu tình hoặc là có những cái làm cho cái công việc này là coi như là vô vọng, thì anh trả lời như thế nào về những cái ý kiến đó? Vâng, thưa chị và kính thưa quý thính giả, khán giả, không ai thương đất nước Việt Nam bằng người Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy rõ rằng là qua cuộc chiến thì những người đồng minh mà thân cận chúng ta nhất là Hoa Kỳ cũng sẵn sàng bỏ rơi chúng ta nếu mà vì quyền lợi của họ đã bị ảnh hưởng. Thì vì quyền lợi của đất nước Việt Nam chúng ta, người Việt Nam chúng ta phải tranh đấu cho chúng ta, mặc dù là đây là một công việc vá trời, tác biển mà chúng ta đang phải làm, nhưng mà chúng ta vẫn phải làm vì đó là bổn phận của người con dân nước Việt. Ngày hôm nay là ngày thứ 3 rồi anh có mặt ở đây, thì anh cảm thấy như thế nào về cái công cuộc mà chúng ta đang làm ngày hôm nay? Thưa chị, thưa quý vị khán giả, chúng tôi tham dự cái buổi hội thảo gọi là Summit này đã 3 ngày. Và trong 2 ngày vừa qua, thưa quý vị, chúng tôi thấy những cái lời của những người lên nói chuyện, họ chẳng có gì khác biệt với những điều chúng ta đã biết. Đặc biệt trong cái buổi tối mà
Kissinger lên nói chuyện thì tôi là người đã phản bác ông ta, bởi vì ông ta khi được hỏi rằng là ông có ân hận gì không thì ông trả lời không ân hận. Rồi khi hỏi rằng ông học được bài học gì ở Việt Nam thì ông bảo là không học bài học gì cả. Thì tôi lên đã tôi xin lỗi, tôi nói thẳng một câu là tôi dạy ông ta một bài học. Tôi bảo là cái sau chiến tranh Việt Nam các ông phải học rằng là các ông không bao giờ phản bội đồng minh là những người đã tin cậy ở các ông. Thì tôi thấy ông già lắm rồi cho nên ông ngồi ông nghe và ông chỉ nói một câu là tôi cũng rất là thông cảm cho trường hợp của các anh bla bla này nọ. Nhưng mà rốt cuộc thì không có giải quyết được gì. Nhưng mà sự hiện diện của chúng ta trong 3 ngày hội thảo có một cái ý nghĩa như thế này. Họ sẽ tổ chức, họ sẽ chuẩn bị làm một cuốn phim 10 tập gọi là Vietnam War do ông Ken Burns. Thì nếu mà chúng ta không vào đó, chúng ta không có tiếng nói của chúng ta đó, thì cuốn phim đó sẽ tiếp tục là những cái tài liệu xuyên tạc cuộc chiến tranh Việt Nam. Và cuốn phim đó sẽ không có mặt của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và những người Việt Nam ở trong đó. Bởi vì từ xưa đến nay tôi biết rằng người Mỹ họ chỉ coi đó là cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nói chung, chứ không phải là cộng nữa. Thành thử trong dư luận Mỹ có nhiều người còn cho rằng là người Mỹ đã đến Việt Nam để giết đồng bào Việt Nam, nhà chiến đấu chống Việt Nam, chứ không phải là chống Cộng sản. Vì thế cho nên cái sự hiện diện của chúng tôi trong đó tuy nhỏ nhoi, ít người nhưng mà chúng tôi có cái tiếng nói của chúng tôi. Và chúng tôi dự liệu là sau 3 ngày nếu như cái chiều hướng mà cần thiết thì chúng tôi sẽ có những cái văn thư gửi đến ban tổ chức của những hội luận để đề nghị họ và cái người làm phim chúng tôi đề nghị họ phải có sự có mặt của người Việt Nam chúng ta trong đó. Người Việt tị nạn Cộng sản ở đây thì chúng tôi nhận thấy là có phái đoàn của Dallas, có phái đoàn từ Houston cũng như là phái đoàn từ những nơi xa về và có những người rất là xa đã đi về đây và chúng tôi đang đứng trước AT&T Guest Center và chúng tôi nhận thấy rằng có những người ở rất là xa. Tôi ở tại Houston. Tôi ở Phoenix, Arizona. Và cái động lực nào đã đưa anh đến đây? Chúng tôi đi thăm gia đình ở đây. Thăm gia đình ở đây tôi gặp cái cuộc biểu tình này thì tôi đi theo với phái đoàn ở Houston. Hôm nay tôi đến đây hai mục đích. Thứ nhất là tôi đến đây để phản đối cái cuộc chiến tranh Việt Nam mà các cái thành phần phản chiến đã đưa Việt Nam chúng ta phải mất nước. Và cái điểm thứ hai tôi đến đây là phản đối sự hiện diện của đại sứ cộng sản tại Houston này, Hoa Kỳ. Dạ vâng thưa quý vị, và khí thế đấu tranh, khí thế chống cộng rất là hăng ngay ở trước tổ AT&T Guest Center và nơi đây có một cuộc biểu tình và chúng tôi nhận thấy rằng phái đoàn của người Việt tị nạn Cộng sản đã khắp nơi về đây rất là đông và trên tay mỗi có rất nhiều người thì có cờ vàng ba sọc đỏ cũng như là những cái áo cờ vàng ba sọc đỏ và đang khí thế đang lên rất là cao. Down communist! Down communist! Down communist! Tôi là hợp lý. Tôi năm nay đã 86 tuổi rồi. Tôi đi qua từ Phoenix, Arizona. Tôi là người tị nạn cộng sản, sinh hoạt và hoạt động đã 26 năm ở cộng đồng người Việt tị nạn quốc gia tại Arizona. Hôm nay tình cờ tôi đi thăm gia đình ở Houston. Tôi mới hội hợp đi cái cuộc biểu tình này để cũng có thể nói là đại diện cho cộng đồng người Việt quốc gia Arizona không có mặt tại đây. Và chúng tôi đến đây để mà làm việc làm tường trình về cái gọi là hội nghị thượng đỉnh của chiến tranh Việt Nam và chúng ta cũng biết rằng cái hội nghị thượng đỉnh này toàn là những người ở bên phe phản chiến, vì vậy cho nên là phái đoàn của cộng đồng người Việt quốc gia khắp nơi đã về đây để mà biểu tình cũng như là phản đối bày tỏ cái lập trường. Và chị Vũ Thanh Thủy thì chị thấy là khí thế của chúng ta như thế nào? Ở bên Houston thì cũng khá đông, cũng phải tới vài trăm người. Chúng tôi thấy rất nhiều, ngoài hai chuyến xe bus mà khoảng 120 người, còn rất nhiều những cái xe tư nhân nữa. Bắt đầu bằng một cái nhóm cựu chiến binh nói về những cái cuộc chiến tranh của họ, cái lúc mà họ đang đi chiến đấu ở tại Việt Nam. Nhưng mà chúng ta cũng không thể quên đây là một những nhóm mà gọi là cựu chiến binh nhưng mà là cựu chiến binh phản chiến đã từng ở Việt Nam. Chứ không phải là nhóm cựu chiến binh mà ủng hộ chiến tranh và chống lại nhóm phản chiến. Họ không có tiếng nói, giống như cộng đồng Việt Nam, họ không có tiếng nói ở tại nơi này. Cái nhóm cựu chiến binh mà thuộc phe quốc gia thì không có tiếng nói ở đây, chỉ toàn là cái nhóm phản chiến mà thôi. Và sau cái buổi đó thì sẽ đến cái phần mà diễn văn của ông đại sứ Việt Cộng. Và đó là cái điều mà cộng đồng Việt Nam tất cả ở khắp nơi đều đang kéo về đây ở đây. Quý khán giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình SBTN Texas. Sau một vài thông tin thương mại rất ngắn, chương trình sẽ được quay trở lại. Kính mong quý vị đừng rời màn ảnh. Quý vị đang thấy phái đoàn của người Việt tị nạn Cộng sản đã đến ngay thủ phủ Austin.
đến ngay cái chỗ mà The Lyndon Bones Johnson Library and Museum. Thì quý vị thấy phái đoàn với lá cờ vàng ba sọc đỏ đang đi đến đây và chuẩn bị đi vào ở phía trong khi mà Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ phát biểu. Và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tường trình của Thu Nga tại Museum cũng như là Library của LBJ. Còn Việt Nam, chiều con tim là con chiều khói chiều hôm. Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời. Việt Nam hai câu nói trên bài môi. Việt Nam nước tôi. Việt Nam tên gọi là nước. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời. Việt Nam đây biển sinh tay đưa tiếng đây vào xây đất vì do con Việt Nam nói cho đời. Vâng, kính thưa quý vị, quý hương, chúng tôi đang tường thuật tại thủ phủ Austin của tiểu bang Texas ở tại thư viện của ông Lyndon Baines Johnson mà phần lớn chúng ta được biết cái chữ tắt là LBJ, với lại anh Dương Phục, chị Vũ Thanh Thủy và chị Thu Nga. Cái thứ quý vị của hương, trong qua 3 ngày vừa qua, thứ 3, thứ 4 và thứ 5 đang diễn biến một cái gọi là Vietnam War Summit, một cái chương trình khá là đặc biệt, có thể nói là lần đầu tiên mà quy tụ ông cựu ngoại trưởng Henry Kissinger và đương kim ngoại trưởng ông John Kerry cùng với lại những ông như là Bob Kerry của Nevada, là ông Senator. Những người này là những người đã là từng là cựu chiến binh của Hoa Kỳ trong thời chiến. Nhưng mà cái đặc biệt ở đây nhất là chiều ngày hôm nay có sự hiện diện của ông Đại sứ Cộng sản Việt Nam. Ông là một trong những diễn giả trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng cộng đồng, liên cộng đồng rất là hùng hậu có mặt ở đây, đến nơi để mà phản đối, để mà nói lại cái tiếng nói của mình. Cái tiếng nói của mình là những nhà đấu tranh trong nước đang bị cầm tù. Những người này có những người trẻ và có những người như là Linh Mục Nguyễn Văn Lý vẫn bị cầm tù. Thì xin phép chia sẻ cùng tất cả quý vị và sau đó chúng tôi sẽ tường trình. Dạ vâng, và quý vị đang theo dõi phần tường trình tiếp tục sáng hôm nay ở tại AT&T Conference Center, và chúng tôi đã theo phái đoàn qua ở bên này thư viện LBJ. Và thưa quý vị, và chúng tôi đang đứng ở trong một cái khu vực mà quý vị thấy rằng khí thế của người Việt Nam rất là đông, và giống như anh Michael Hòa nói, sở dĩ chúng tôi có mặt ở đây là để mà theo dõi cũng như là tường trình cái buổi gọi là hội nghị thượng đỉnh chiến tranh Việt Nam. Và toàn những nhân vật mà anh Michael Hòa đã vừa mới kể ra thì quý vị cũng biết là những nhân vật đó là những nhân vật phản chiến đã đóng góp một công rất là lớn cho cái sự mà sụp đổ của miền Nam. Vì vậy cho nên là chúng tôi có mặt ở đây. Và những cái ngày mà chúng tôi cũng biết rằng anh chị Vũ Thanh Thủy và cũng như là anh Dương Phục cũng đã có theo dõi, thì chị có cảm thấy như thế nào sau 41 năm mà đất nước Việt Nam của chúng ta đang chìm đắm trong cái sự khổ đau, cũng như là đứng một trong những nước mà nghèo nhất thế giới sau 41 năm cai trị của Cộng sản? Vâng, là những người làm truyền thông đó thì ngoài những cái tên tuổi mà nãy giờ anh Michael Hoàng như chị Thu Nga có nhắc tới, ông Henry Kissinger, ông Bob Kerry rồi, thì chúng tôi đặc biệt chú ý tới những người làm truyền thông Hoa Kỳ đã tiếp tay vào trong nên cái phong trào phản chiến tại nước Mỹ. Nếu không có sự tiếp tay của những người làm truyền thông của Hoa Kỳ thì chắc chắn là dư luận Mỹ và Quốc hội Mỹ đã không bị ảnh hưởng đến cái nỗi làm mất miền Nam như vậy. Thành ra cái nếu mà là những người thuộc phe phản chiến họ làm cái hội nghị thượng đỉnh như thế này, và có những nhân vật rất là lớn như cái Henry Kissinger cũng như là ông Ngoại trưởng John Kerry. Thì trong 3 ngày vừa qua, ngày hôm nay ngày cuối cùng mà có mặt của đồng bào ta đây để nói lên tiếng nói của mình đó. And thank the American people from all walks of life who have voiced opposition to the war and supported the Vietnamese people. And we have a dynamic and industrious population with more than 50% under 30 years of age. Digital coverage within the population is high, with 50% having access to the internet. 30 by President Obama. I'm honored to be here and thank you very much. But still, we got a treaty, but still everybody else got a treaty out there and they're not doing anything about it. Yeah. And of course, if you start running the communists, they may just chase you right into your own kitchen. Yeah. That's the trouble. And that is what the rest of the that half of the world is going to think if this thing comes apart on us. That's the dilemma. That's exactly the dilemma. Communist, the blood of 3 million of Vietnamese people during the war stand on their hands. And we demand them to
surrender the freedom and democracy for Vietnamese people. It's so long for the communist rule. Thank you. South China Sea. China has taken over 80% of the ocean. They have taken the Paracel Island, the Spratly Islands. They have built man-made islands, turned it into a military base. It's a very grave concern, and yet the government, the Vietnamese government, does not do anything about it. The Philippines government has protested strongly to the United Nations, but yet the Vietnamese government pretends that nothing is happening. This is our ocean. À, vâng thưa quý vị, và chúng tôi vừa từ cái phòng hội đi ra khi Đại sứ Cộng sản Phạm Quang Vinh đã phát biểu những điều rất là rối trá. Thì chị Thủy có thể là cho biết cái cảm tưởng của chị sau khi nghe những người mà đã làm những cái bản nhạc phản chiến cũng như là Đại sứ Cộng sản Việt Nam đã nói những cái điều gì, và chị nhận xét những cái điều mà chị vừa chứng kiến. À, vâng, xin chào quý thính giả của SBTN. Cùng với chị Thu Nga ở trong đó, chúng tôi rất là buồn, rất là đau lòng, rất là phẫn uất, mà đồng thời cũng thấy tội nghiệp cho người dân Mỹ 41 năm sau vẫn còn rất là ngây thơ. Thành ra vừa giận mà vừa thương, vừa tội cho họ vẫn còn tiếp tục là nạn nhân của Cộng sản, nạn nhân của cái sự mà dối trá tuyên truyền của Cộng sản, khi mà họ vẫn dùng cái tình cảm để phủ dụ. 41 năm trước họ đã làm những bản nhạc phản chiến, sách động phản chiến với danh nghĩa là hòa bình. Họ nói là họ yêu hòa bình, nhưng mà hòa bình cho ai không biết, mà cho thấy mà tan hại hạ cả bao nhiêu người dân miền Nam, có thấy hòa bình đâu, có thấy hạnh phúc nó ấm đâu. Trong lúc đó, đó thì bây giờ 41 năm sau họ vẫn tiếp tục, họ vẫn thương xót những cái đứa trẻ. Họ nói là khi họ về Việt Nam họ thấy cái cảnh khai quang, cái chất độc da cam, thành ra bây giờ họ kêu gọi nước Mỹ phải bù đắp cho Việt Nam, cái xây dựng lại đất nước Việt Nam để bù đắp cho những cái tội ác chiến tranh. Điều này cho thấy rõ ràng đây không phải là một cuộc chiến tranh của nước Mỹ, rõ ràng là một cuộc chiến tranh của người Việt Nam mà thôi. Cho nên người Việt Nam mình phải không có, đừng có trông đợi ở người Mỹ trong cái chuyện giúp sức mình. Từng người Việt Nam mình làm cái đôi cái phần của Việt Nam mình. Ngày xưa nếu mình ý thức cái điều này thì mình sẽ thấy rằng không có là tự người Việt Nam là dư sức để mà có thể làm được những cái điều đó. Nhưng mà chúng ta đã quá trông đợi vào người Mỹ, và bây giờ người Mỹ vẫn tiếp tục trở là nạn nhân của Cộng sản. Họ vẫn sống trong một nước tự do, thành ra họ không tưởng tượng được là sao con người lại có thể dối trá, có thể phản bội lẫn nhau như vậy. Nghe ông Đại sứ Cộng sản Việt Nam toàn là ca tụng và nói những cái chuyện mà nịnh bợ, nhắc lại cái chuyện mà 350 năm trước đây khi mà ông Thomas Jefferson đem cái hạt giống từ ở Việt Nam về Virginia. Cái chuyện đó là cái chuyện giải thảm, mà họ muốn giải thảm lại cái thảm này là cái thảm tháng 5, mà để mà ông Obama đi sang mà thôi. Còn với cái chuyện mà bịt mặt, bịt miệng những người dân mà thấp cổ bé họng, như là những người dân mà chúng ta đang đứng đây nói ở đây, là cái chuyện mà họ hoàn toàn trong 3 ngày hôm nay là hoàn toàn là bịa đặt hết. Khi nghe cái lời của Phạm Mạo Quang Vinh nói về ca tụng Hồ Chí Minh, chính Hồ Chí Minh đã đem cái ách nô lệ, cái ách mà cộng sản của ngoại bang đem trồng vào đầu dân tộc Việt Nam. Hơn 70 năm cho miền Bắc và 41 năm cho miền Nam, thì họ đã làm được gì? Cho nên khi mà nghe những lời cái láo khoét đó, chúng tôi không thể tưởng tượng được, và chúng tôi phải đi ra. Được ông Richard Payne là một trong những người chiến binh Hoa Kỳ. Yeah. Năm 1973, ông là một người trong chuyến bay cuối cùng rời khỏi Sài Gòn. What do you think of the Vietnamese American that gathered here to the state of Texas to give the message now, when yesterday they say there's a lot of freedom of speech, but here there's a lot of young people that cannot voice their voice of Vietnam right now, and they're in prison. What do you think of that, Mr. Pena? We encourage right of protest in America, and it's actually very encouraging to see that. It reminds me of the protests in America during the Vietnam War when I was in college. Hai anh có thể là cho biết cái cảm tưởng sau khi mà nghe Phạm Quang Vinh cũng như là những cái bài hát mà của những người nhạc sĩ phản chiến đã phát. Khi mà thấy những người đứng ra sau lưng Quốc Anh, những người lớn tuổi rồi mà đã vẫn hét mấy khẩu hiệu, thì Quốc Anh tuy rằng mà mất giọng rồi nhưng mà vẫn phải cố gắng la, tại vì mấy quý chú, mấy bác là rất là mạnh. Bởi vậy Quốc Anh thấy là rất vui, tại vì những cái cuộc biểu tình này sẽ nói được một cái gì đó, cái tiếng nói của Việt Nam, của những người Việt Nam ở hải ngoại, cho những dòng chính và cũng cho tới những cộng sản mà đang lắng nghe của chúng ta. Tôi có trong hội trường và lắng nghe những cái lời nói của tên Đại sứ Cộng sản Việt Nam Phạm Quang Vinh. Khi mà chúng tôi nghe tới cái phần mà hắn ta nói rằng là người Việt Nam bây giờ cái số người nghèo chỉ còn dưới có 5%, thì tôi khiến tôi muốn bật ra khỏi cái ghế và la lớn lên,
đúng là Cộng sản Việt Nam. Và tôi rất là bất bình, tôi rất lấy làm hãnh diện khi mà cộng đồng người Việt Nam chúng ta ngày hôm nay tập họp tại nơi đây rất là đông đủ để mà biểu tình nói lên tiếng nói, đấu tranh cho nhân quyền và tự do, và cho tên đại sứ Cộng sản Việt Nam biết rằng là không phải hắn ta muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm trên đất xứ tự do này. Và chúng ta cần tiếp tục những cái cuộc biểu dương như thế này, và hy vọng rằng là tất cả đồng bào chúng ta vẫn tiếp tục liên kết và đoàn kết với nhau để mà bất cứ nơi nào Đảng Cộng sản Việt Nam có người đến để mà nói chuyện thì chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên để mà biểu tình và chống lại. Khi chúng tôi ở trong hội trường nghe tên đại sứ Việt Cộng nói chuyện thì có một điều mà chúng tôi rất là thấy là rất là mai mỉa, là bởi vì khi mà hắn ta diễn một câu nói của Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson nói là all men are created equal, thì chúng tôi lại nhìn những tấm hình mà chúng tôi đang mang trước ngực, đó là hình của một những tù nhân lương tâm đang bị coi như là giam cầm. Những người này họ bị giam cầm là bởi vì họ dám nói lên những tiếng nói yêu nước, chống bá quyền Trung Cộng, thì họ lại bị giam giữ. Như vậy chứng tỏ là cái câu nói của ông đại sứ là một cái câu nói phải nói là giả dối. Thưa quý vị, và phái đoàn của người Việt tị nạn cộng sản từ khắp nơi về, từ Houston, từ Austin, từ San Antonio, từ Dallas Fort Worth, vùng Tarrant County, và rất là nhiều, và bây giờ họ đã thành ra một cuộc biểu tình tuần hành nhỏ nhỏ. Vâng, và thưa quý vị, và phần tường trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng, và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.